Và thưa quý vị, thì bác sĩ Đinh Thị Thảo Mai cũng có đề cập một cái biến chứng rất là nguy hiểm đối với chúng ta, đó là biến chứng bàn chân. Và biến chứng bàn chân đái tháo đường thì là một vấn đề làm cho nhiều bệnh nhân phải bị đoạn chi một cách ăn uổng. Chúng tôi xin được lắng nghe lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Thế Vân trong trường hợp này ạ. Chúng ta đã biết biến chứng bàn chân đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao ở nam giới và độ tuổi trên 60. Tỷ lệ biến chứng bàn chân đái tháo đường trên thế giới ngày càng gia tăng, ước tính khoảng chừng 4-10%, trong đó có khoảng chừng 1-4% là bệnh nhân đã viêm loét, biến chứng suốt đời. Loét bàn chân do đái tháo đường dao động từ 15-25%. Do đó là sẽ gánh nặng của biến chứng loét bàn chân do đái tháo đường ngày càng gia tăng do những khuynh hướng và các biến chứng như là biến chứng về thần kinh, biến chứng về mạch máu ngoài biên ở chi là ngày càng gia tăng. Do vậy, người bị tiểu đường cần chú ý những cái dấu hiệu gì và triệu chứng gì như là sốt hay chấn thương hay là xây sắc da hoặc là vi mô tế bào, thông thường là biểu hiện ở các mô mềm, ở da, nội sẩn, mề đa đỏ, đau hoặc những hạt lân cận. Hoặc loét bàn chân do đái tháo đường thường ở các vị trí như là cổ chân, ngón chân, kẽ ngón chân, lòng bàn chân, mắt cáo ngoài, mu bàn chân. Những người bệnh nhân có triệu chứng loét bàn chân cần đến bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị sớm, tránh trường hợp là đắp thuốc lá hay là những cái thuốc dân gian lên vết thương làm vết thương dễ bị nhiễm trùng. Vậy chúng ta có thể phòng ngừa như thế nào? Phòng ngừa đúng cách có thể là giúp ngăn ngừa các vấn đề về biến chứng hoặc là điều trị trước khi xuất hiện các biến chứng muộn. Do đó, người bị tiểu đường cần nên thực hiện các biện pháp sau, đó là chăm sóc bản thân, là kể cả dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt và thuốc để đường huyết ở mức ổn định. Thứ hai là chăm sóc bàn chân, quan sát bàn chân mỗi ngày để phát hiện những cái vết loét, vết sơ chai hoặc những nốt xước da. Về chăm sóc bàn chân, rửa bàn chân mỗi ngày bằng nước ấm. Sau khi chăm sóc rửa bàn chân cần phải lau cho khô sạch, đặc biệt là những kẽ chân. Không được dùng ngâm chân ở nước nóng hoặc nước lạnh quá lâu. Thứ hai là cắt móng chân, thường là cắt theo chiều ngang, không cắt theo chiều dọc và không được móc khóe, có thể làm gây tổn thương ngón chân. Thứ ba, người bị tiểu đường thì cần nên mang dép kín và mang giày thường xuyên, kể cả trong nhà và ngoài sân. Không được mang dép mà có hở, hoặc thông thường là mang dép mật độ mềm và thoáng. Người bị tiểu đường thường không được hút thuốc lá, có thể làm nguy cơ tắc mạch tăng cao. Người bị tiểu đường thì cần nên khám định kỳ 2-3 tháng, đến với cơ sở bệnh viện khám để định kỳ. Khi mà ở những bệnh nhân mà không có cái triệu chứng nào cũng cần nên đến khám. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và bác sĩ Nguyễn Thế Vân cũng có nói là người bị bệnh tiểu đường thì cũng nên là thường xuyên chăm sóc bàn chân của mình và phải theo dõi sức khỏe của bản thân và theo dõi đường huyết thường xuyên. Và việc duy trì mức đường máu, huyết áp và cholesterol bình thường hoặc là gần bình thường thì có thể giúp cho trì hoãn hoặc là ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Và chúng tôi cũng xin được hỏi bác sĩ Đinh Thị Thảo Mai, đó là hậu quả nặng nề của việc mà không theo dõi đường huyết khi bị đái tháo đường là gì ạ? Và chúng ta có thể kiểm soát đường huyết như thế nào và thời điểm đo đường huyết lúc nào là tốt nhất, thưa bác sĩ? Kính thưa quý khán giả, thì chúng ta thấy là bệnh nhân đái tháo đường thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân thiệt là tốt. Nó còn đòi hỏi không chỉ sự hợp tác của bác sĩ với lại bệnh nhân, và bệnh nhân cần phải tuân thủ cái vấn đề điều trị làm sao cho nó thích hợp nhất. Như vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta kiểm soát được đường huyết với bệnh nhân?
Đầu tiên, cái việc kiểm soát đường huyết, chúng ta phải xem trước cái mục tiêu, cái điều trị của đường huyết của chúng ta là gì. Và cái thứ hai là chúng ta có những cái phương pháp nào để điều trị cái kiểm soát đường huyết đó. Thì cái mục tiêu điều trị chúng ta sẽ dựa vào những chỉ số đường huyết như là đường huyết đói và đường huyết sau ăn 2 giờ, hoặc là một cái chỉ số gọi là chỉ số HbA1c. Cái chỉ số HbA1c nó phản ánh mức đường huyết trong vòng 3 tháng. Nó không phụ thuộc vào chuyện mà chúng ta bữa ăn hay là chúng ta đói. Như vậy á thì đó là ba cái chỉ số chúng ta cần phải đạt được khi mà chúng ta kiểm soát cái đường huyết. Và để kiểm soát được cái ba cái chỉ số này thì chúng ta sẽ có một cái số biện pháp. Tuy nhiên, những cái mục tiêu cái điều trị này nó tùy thuộc vào cá nhân. Đối với những bệnh nhân mà có đời sống dài hoặc là bệnh nhân trẻ tuổi thì chúng ta càng kiểm soát chặt chẽ mức đường huyết, nó phải đạt được cái ổn định. Còn những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân già yếu hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý đi kèm thì cái mức độ kiểm soát của đường huyết ít chặt chẽ hơn, và chúng ta có, bởi vì bệnh nhân đó có thể cái nguy cơ gây ra những cái hạ đường huyết, và chúng ta đã biết rằng cái hạ đường huyết cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến tim mạch và có gây ra những cái biến chứng trên tim mạch, có ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân. Do đó, trong vấn đề điều trị, chúng ta phải quân bình được cái tình trạng tăng đường huyết cũng như hạ đường huyết cho bệnh nhân. Như vậy thì rõ ràng, nếu chúng ta không có, khi mà chúng ta bắt đầu điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta hai cái mà chúng ta quan tâm, thứ nhất là kiểm soát đường huyết được hay đúng hay chưa, hai là liệu chúng ta quá trình điều trị này nó có gây ra nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân hay không. Do đó chúng ta phải cân bằng giữa tình trạng tăng đường huyết cũng như hạ đường huyết. Nếu như mà chúng ta không theo dõi được đường huyết, chúng ta chỉ điều trị theo cái thói quen là uống thuốc và không đi tái khám cũng như không có theo dõi đường huyết, thì hai cái nguy cơ, một là tăng đường huyết nó tiếp tục dẫn đến những cái biến chứng của đái tháo đường, cái nguy cơ thứ hai là chúng ta hạ đường huyết giống như tôi vừa trình bày thì gây ra những cái biến chứng ở tim mạch do cái tình trạng hạ đường huyết của bệnh nhân. Và tình trạng hạ đường huyết nó có thể gây ra hôn mê và ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân. Đó là hai cái yếu tố mà chúng ta quan tâm khi mà chúng ta không có theo dõi đường huyết của cho bệnh nhân. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta có những cái biện pháp nào để điều trị cái kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân. Như vậy thì đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải có một cái lối sống, thay đổi cái lối sống, trong đó một cái chế độ ăn hợp lý cho bệnh nhân, hạn chế những cái tinh bột cũng như là chất đường. Và thứ hai nữa, ngoài cái lối sống ra thì chúng ta cần phải có những cái luyện tập thể lực. Vì khi mà chúng ta luyện tập như vậy thì sẽ giúp cho những cái đường nó sẽ tế bào có thể là sử dụng được cái đường mà chúng ta ăn vào, giúp cho được cái tình trạng mà tăng đường huyết. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta kiểm soát đường huyết. Và trong cái quá trình mà kiểm soát đường huyết như vậy á thì chúng ta cần phải theo dõi cái đường huyết. Bệnh nhân thường hay hỏi là tôi phải theo dõi cái đường huyết như thế nào cho nó đúng, và khi tôi đo đường huyết như thế nào, thì thông thường như tôi đã trình bày thì đường huyết đói và đường huyết sau ăn 2 giờ. Như vậy thì cái thời điểm mà chúng ta thử đường huyết chính là đường huyết đói hoặc là đường huyết sau ăn 2 giờ. Và cái khoảng cách mà chúng ta thử đường huyết nó cũng tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, tùy thuộc vào cái tình trạng kiểm soát này bệnh nhân đái tháo đường có ổn định hay chưa, và nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân. Nếu như những cái bệnh nhân mà lớn tuổi, hoặc là những cái bệnh nhân kiểm soát đường huyết chưa tốt, hoặc là bệnh nhân có cái khả năng về kinh tế, thì chúng ta sẽ thử đường huyết nó cái khoảng cách thử đường huyết nó sẽ ngắn hơn, có thể thử đường huyết trong vòng 1 tuần hoặc là ngắn hơn tùy theo cái tình hình của bệnh nhân. Thì đó là những cái hướng dẫn chung trên những cái bệnh nhân mà theo dõi cái đường huyết cho bệnh nhân trong cái quá trình điều trị kiểm soát đường huyết của bệnh nhân ạ.